mới đây của ông Nguyễn Đình Cống đăng trên Bullshit Việt Nam. Hay xem những ý kiến góp ý của ông ta với đảng như sau. Tội chủ yếu đối với dân tộc là dưới chiêu bài lãnh đạo đảng đã cướp quyền để của dân để thực thi chế độ đảng trị. Để làm việc này, tổ chức đảng đã dùng hai biện pháp kết hợp, một là tuyên truyền tẩy não ngụy biện dối trá để mê hoặc lôi kéo, hai là dùng bạo lực trấn áp để tạo nên sợ hãi để triệt hạ mọi bất đồng, lấy chủ nghĩa để chà đạp trí tuệ và quyền con người. Kết quả của mọi tội lỗi cơ bản này gây ra sự hủy diệt tầng lớp tinh hoa của dân tộc, làm băng hoại đạo đức mà chủ yếu là lấy dối trá thay cho liêm chính. Hay đấy, ông ta nói góp ý với đảng nhưng lại cao giọng tuyên truyền chống đảng, quy kết mọi tội lỗi cho đảng, lại còn vu đảng cướp quyền của dân, rằng đảng tuyên truyền lừa mị và dùng bạo lực để trấn áp. Tính xây dựng ở đâu trong những dòng viết như thế, trong những dòng góp ý như thế, thưa các bạn, ông ta chỉ luôn nhìn một chiều, rỉa rói, quy kết mọi tội lỗi cho đảng, còn công trạng của ông thì ông ta lờ đi. Đây là tuyên truyền chống đảng, chứ góp ý gì. Còn nữa, ông Nguyễn Đình Cống góp ý với đảng như sau. Cộng sản cần bị đánh đổ, nhưng không phải bằng bạo lực và dối trá, không phải bằng lực lượng từ bên ngoài, cũng không phải bằng cách tiêu diệt tổ chức trước hết, và chủ yếu là đánh đổ học thuyết đấu tranh giai cấp, là bài trừ chủ nghĩa Mác Lênin, mà là loại bỏ chuyên chế, chuyên chính đảng trị. Để làm được việc này cần kết hợp lực lượng ở trong và ngoài đảng, trong đảng, chính là dựa vào các đảng viên tức thời. Họ thấy rõ việc cần thiết phải làm đứng về phía dân tộc, thấy rõ phải làm người tử tế, không chịu chung số phận với những kẻ phản nước hại dân. Như thế, ông ta bảo rằng là góp ý với đảng mà kêu gọi lật đổ đảng, tiêu diệt đảng. Ông ta góp ý với đảng mà kêu gọi xóa bỏ cơ sở tư tưởng của chế độ. Ông ta góp ý với đảng mà kêu gọi các đảng viên tạo phản đứng lên lật đổ đảng. Chỉ cần hai điểm như vậy thôi cũng đã đủ để chúng ta thấy và biết được bản chất của cái gọi là góp ý, kiến nghị của các nhà dân chủ, thậm chí của cả một đảng viên biến chất, suy thoái là như thế nào. Ví như ông Nguyễn Đình Cống với các luận điệu như trên, đáng lẽ cũng đủ cho đi tù vì tội tuyên truyền chống phá rồi. Bản thân ông Nguyễn Đình Cống cũng đã từng là một đảng viên, nhưng với cái gọi là góp ý của họ, thực chất là những luận điệu tuyên truyền chống đảng thì chính xác hơn.